Nhi xin kính chào quý khán giả và xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp cùng với vị khách mời rất quen thuộc của chương trình. Thì Nhi xin trân trọng giới thiệu đến với quý vị giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư ạ. Vâng, thưa mến chào cô Hiền Nhi, kính chào quý khán thính giả của đài SBTN ạ. Dạ vâng, kính thưa giáo sư. Quý khán thính giả cũng rất nóng lòng được biết những cái thay đổi về tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ cũng như là trên thế giới trong tuần vừa qua, đặc biệt trong cái thời điểm giữa những cái thông tin về chiến tranh cũng như là hậu COVID, thưa giáo sư. Vâng, thị trường chứng khoán có thay đổi chao đảo khá nhiều khi kết thúc vào ngày 22 tháng 4 vừa qua. S&P 500 trong ngày thứ sáu đã mất 121 điểm, kết thúc ở mức là 4.271. Dow Jones 30 mất rất nhiều, gần như 1.000 điểm, kết thúc là 33.811 điểm. Trong khi đó Nasdaq là mất chỉ trong ngày thứ sáu mà thôi, 335 điểm, kết thúc là 12.839 điểm. Giá dầu thô, dầu hỏa vẫn lên rất là cao, 101/75 xu. Trong đó thì Russell 2000 Index, những công ty nhỏ thì mất 50 điểm, ở mức kết thúc ở mức là 1.940. Giá vàng giữ vững ở cái mức là 1.932, thay đổi khoảng 16 đô la, giảm đi. Và gọi là tiền lãi của công bố phiếu 10 năm là 2.9%. Thị trường chứng khoán sở dĩ có những thay đổi nhiều trong ngày thứ sáu vì tổng hợp bao nhiêu tin tức, trong đó gồm có Quỹ tiền tệ liên bang tuyên bố sẽ gia tăng tiền lãi, sức khỏe của những công ty Hoa Kỳ, có một số công ty có vẻ hơi bấp bênh, mặc dầu những công ty khác thì có vẻ vững chãi, và viễn cảnh chiến tranh và nhất là nạn lạm phát vẫn ve vãn, và sự khan hiếm của dầu thô, dầu hỏa, giá cả dầu thô, dầu hỏa gia tăng. Đó là những cái tổng hợp cho thấy rằng kinh tế của Hoa Kỳ và khối Âu Châu có thể bấp bênh, mặc dầu căn bản thì vẫn còn đó, nhưng mà cái viễn cảnh trong 6 tháng một năm sau thì giới đầu tư họ lo ngại là như vậy. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và trước cái viễn cảnh bấp bênh của tình hình kinh tế tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới, thì không biết là nạn lạm phát đã hoành hành như thế nào, cũng như là có ảnh hưởng đến nền kinh tế như thế nào, thưa giáo sư? Vâng, nạn lạm phát trên thế giới đã gia tăng và ở giữ một cái mức rất là vững chãi và tiếp tục gia tăng. Đó là một cái lo ngại rất lớn. Khi nạn lạm phát ở bên, nhất là bên những quốc gia như là Trung Quốc bây giờ đó, kinh tế của họ cũng rất là bấp bênh, vì ở Thượng Hải là một thành phố ảnh hưởng kinh tế rất nhiều của Trung Quốc, bây giờ tình hình Covid ở bên đó rất là tệ hại, thành ra gần như là thành phố bị đóng băng. Rồi nạn lạm phát cũng gia tăng ở bên Âu Châu, nhất là bên Đức, nạn lạm phát gia tăng rất là mạnh, và Đức lại tùy thuộc vào nhiên liệu, với cái áp lực của khối Âu Châu và Hoa Kỳ thì Đức có thể phải chấm dứt mua dầu hỏa và nhiên liệu từ Nga. Đó là cái một trong yếu tố. Trong khi đó bên Hoa Kỳ thì nạn lạm phát vẫn tiếp tục gia tăng, không có đà gì là giảm xuống cả. Khi công ăn việc làm, mặc dầu nạn thất nghiệp đã xuống gần đến mức 3.5%, nhưng mà lương phạm vẫn gia tăng. Thành ra đó là những cái yếu tố tổng hợp nó làm cho cái gọi là cái áp lực của nạn lạm phát không suy giảm. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, trước đây như giáo sư đã tiên đoán thì Ủy tiền tệ liên bang cũng đã tuyên bố sẽ gia tăng tiền lãi 0.5%, đúng như tuyên đoán của giáo sư cũng như là rất là chính xác. Và liệu cái sự gia tăng này có tiếp tục hay không, và có hiệu quả hay không, và thật hay không, Hoa Kỳ có đi vào tình trạng suy thoái, thưa giáo sư? Vâng, đúng như vậy. Khi Quỹ tiền tệ liên bang cách đây vài tháng gia tăng 0.25% thì tôi nói là nó quá ít, không đủ và đáng lẽ là phải gia tăng 0.5%. Thì sau vài tháng bây giờ họ lại tuyên bố trở lại là trong tháng tới họ sẽ gia tăng 0.5%. Đó là một trong những cái yếu tố mà tôi tiên đoán, và họ đã làm như vậy. Điều này rất là cần thiết, là tại sao Quỹ tiền tệ liên bang đó họ chú trọng vào hai điểm song song với nhau cùng một lượt. Một phần là nạn lạm phát, một phần nữa là
sức khỏe, kinh tế và công ăn việc làm. Thành ra hai điều này nó khó có đi song song, nhưng mà họ chú trọng rất là cân bằng, giống như một chiếc xe đó mà mình tune up máy đó, là mình phải rất là cẩn thận để ảnh hưởng tất cả những bộ phận khác. Thì hiện tại họ sở dĩ họ gia tăng 0.5% á là chi, là thứ nhất á là làm cho cái gọi là bành trướng của những công ty nó sẽ bớt đi bành trướng, công ty của Hoa Kỳ sẽ chậm lại không bành trướng, mà khi không bành trướng nhiều thì họ bớt thu mua mượn nhân viên. Thì như vậy cái áp lực của tiền lương, tại vì bây giờ tất cả công ty gần như phải gia tăng tiền lương cho nhân viên để mà thu mượn khi khan hiếm nhân viên, khi giảm bớt cái đó thì nó sẽ lại, mặc dầu nó giảm đi là cái sự gia tăng tăng trưởng kinh tế, nhưng mà nó cũng giảm đi cái áp lực của nạn lạm phát rất nhiều. Đó là cái điều mà mặc dầu họ chỉ tuyên bố thôi thì họ đã cái yếu tố sơ khởi cho thấy rằng nó có hiệu quả. Tôi tiên đoán rằng trong năm nay quỹ tiền tệ liên bang sau khi gia tăng 0.5% sẽ còn gia tăng ít nhất là một lần nữa và có thể hai lần, mỗi lần là 0.25% sau kỳ này, từ nay cho tới cuối năm, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và như vừa rồi giáo sư vừa đưa ra những cái nhận định là tình thị trường chứng khoán cũng vẫn đang trong tình trạng trì trệ, cũng như là tình trạng sức khỏe những công ty của Hoa Kỳ. Xin giáo sư có thể chia sẻ rõ hơn về tình trạng sức khỏe của những công ty Hoa Kỳ, thưa giáo sư. Vâng, đó cũng là một trong những lý do mà ngày thứ Sáu 22 tháng 4 chúng ta thấy cái sự chỉnh đốn khi Dow Jones Index đó giảm đi gần như 1.000 điểm, 980 mấy điểm. Đó là lý do là sau khi, bây giờ là mình cuối tháng 4 rồi, có nghĩa là phúc trình về lợi tức lợi nhuận của những công ty của đệ nhất Tam Cá Nguyệt, có nghe cuối tháng 3 đó họ đã phúc trình gần hết trơn, những công ty đó họ đã trình lên rồi. Thì một số công ty đã thấy rằng mặc dầu cái lợi nhuận của họ vẫn cao hơn là cái mức ước định của giới đầu tư, nhưng mà nó vẫn thấp hơn trong quá khứ vì nhiều lý do. Lý do thứ nhất là nạn lạm phát đã làm gia tăng giá cả, chi phí, chi tiêu của những công ty này. Một phần khác là chuỗi cung chưa được giải quyết, vẫn khan hiếm những hàng hóa và khan hiếm luôn cả công nhân mà họ cần muốn thu mượn. Đó là những lý do mà làm cho trên 80% những công ty đó, mặc dầu sức khỏe còn rất là tốt, nhưng mà 20% những công ty khác thì đang gặp một vài khó khăn. Cái này nó cũng đi song song với lại tình trạng của những công ty bên Âu Châu, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, nhắc đến Âu Châu cũng như tình hình trên thế giới thì chúng ta không thể không lo ngại đến tình hình chiến tranh của Nga và Ukraine, hay như ở Việt Nam chúng ta gọi là Ukraine. Và thưa giáo sư, giữa tình trạng là Nga bị cấm vận tài chánh từ phương Tây và không thể trả nợ bằng đồng đô la, thì tình trạng của Nga hiện thời như thế nào, thưa giáo sư? Vâng. Hiện tại thì báo chí truyền thông trên thế giới, hầu như báo chí này cũng đều nói rằng Nga sắp sửa sẽ không có khả năng trả nợ, không có trả nợ vì những cái khế ước của Nga khi mà vay mượn tiền là phải trả bằng đồng đô la. Thật sự ra Nga vì giá dầu thô dầu hỏa lên quá cao, và lên cả giá dầu thô dầu hỏa lên cao trước khi chiến tranh chứ không phải là trong lúc chiến tranh nữa. Trước khi chiến tranh, khi mà Tổng thống Biden và chính phủ Biden đã thay đổi lập trường một cách rất là, tôi nghĩ rằng rất là sai lầm. Thay đổi lập trường của thời của Tổng thống Obama, của Tổng thống Donald Trump và nhiều tổng thống khác là cho phép Hoa Kỳ dùng công nghệ fracking technology để khai thác dầu thô dầu hỏa và đưa Hoa Kỳ trở thành một quốc gia độc tôn sản xuất dầu khí dầu hỏa nhiều. Bây giờ bó tay bó chân, những công ty này họ không khai thác được một cách dễ dàng và rẻ tiền nữa, thì giá dầu thô nó đã lên. Điều này đã làm cho Nga là một quốc gia cần số tiền hay là lợi tức từ xuất cảng dầu thô và dầu hỏa. Chúng ta nên nhớ là Nga là một quốc gia xuất cảng trên 40% nhiên liệu của họ ra thế giới, và họ ảnh hưởng rất nhiều, và họ đã dự trữ một số tiền rất lớn. Đó là lý do mà đưa họ vào cái lòng tự tin rằng họ có thể xâm chiếm bất cứ quốc gia nào mà không ai làm gì được. Là thứ nhất là khả năng quân sự của họ, họ thấy khả năng quân sự họ mạnh hơn là mức thực sự thật nó ra như thế nào, và ngược lại là họ chuẩn bị số tiền cash để họ tấn công Ukraine. Họ biết chắc là sẽ có phong tỏa về kinh tế, nhưng mà họ nghĩ rằng
với cái số tiền dự trữ. Đó là cái lý do mà hiện tại Nga mặc dầu bị cấm vận và chế tài bằng tất cả hệ thống kinh tài, đồng đô la, ngân hàng của Mỹ, ngân hàng của Âu Châu, tất cả không cho phép họ dùng đồng đô la để trả. Khi họ cái mức dự trữ là 640 tỷ đô la dự trữ ngoại tệ nhưng mà không đụng tới, họ không có khả năng trả bằng tiền đô la. Nhưng mà thật sự cái số tiền mà họ có thể trả bằng từ tiền ruble hay là đổi qua nhân dân tệ rất là nhiều. Đó là trên phương diện kỹ thuật. Nga chưa có khách tập. Nga đã dự trữ rất nhiều và hiện tại nguyên khối Âu Châu họ nhập cản trên 40% nhiên liệu của họ từ Nga. Cái số tiền của Nga thu vào để mua bán dầu khí dầu hỏa là 1 tỷ đô la mỗi một ngày vẫn tiếp diễn. Thành ra nhiều cái tờ báo trên thế giới tuyên bố rằng Nga có thể khánh tận, chuyện này không đúng. Nga chưa có khánh tận, Nga chỉ không có khả năng trả tiền đô la vì Hoa Kỳ cấm vận không trả, nhưng mà họ trả bằng tiền khác, mà bao nhiêu quốc gia khác thì lại không chấp nhận tiền ruble, là tại vì tiền của Nga nó bị phá giá rất là nhiều, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và khi chúng ta nói đến những cái món nợ này thì hiện tại số nợ của Nga phải trả là bao nhiêu, cũng như là trong thời gian tháng 5 tới đây thì Nga phải trả bao nhiêu trong cái tháng tới đây, thưa giáo sư? Vâng, Nga là một quốc gia thiếu nợ thật sự ra là tương đối so với tỷ lệ của GDP họ khá thấp so với nhiều quốc gia khác. Cái tổng nợ của họ trong đó có nợ công, nợ tư và những cái nợ ở trong quốc nội và nợ cho những quốc gia hay là những công ty ngoại quốc đó khoảng trên 200 cho tới 300 tỷ đô la. Trong khi đó GDP của họ là 1.7 ngàn tỷ đô la. Thành ra tỷ lệ nợ của họ so với lại GDP của họ khá thấp. Nhưng mà vì Hoa Kỳ cấm vận tất cả hệ thống ngân hàng, cấm vận luôn cái hệ thống SWIFT và cấm vận tất cả những ngân hàng của Nga, thành ra họ không có thể dùng tiền đô la được. Mà đại đa số những nợ này là do những công ty họ ký kết là nói muốn trả nợ là phải trả nợ đồng đô la. Thì theo nguyên tắc, đây là gọi là default. Default có nghĩa là mình vi phạm cái khế ước trả nợ, là có nghĩa là default có nghĩa là một quốc gia có thể vỡ nợ. Nhưng mà đây là vỡ nợ trên phương diện gọi là kỹ thuật, phương diện phương cách trả tiền, chứ không phải vỡ nợ vì một quốc gia không có khả năng trả nợ. Nó khác với cái vỡ nợ của Argentina hay là của Nga vào thời 1910 đó. Vỡ nợ là vì không có khả năng trả, nó khác. Khác đây là họ thừa tiền, họ thừa cái khả năng dầu hỏa mua bán bằng tiền euro nhưng mà họ không có tiền đô la trả. Thành ra đó là một cái yếu tố mà thế giới, tôi cũng vẫn hy vọng là tất cả đều tuyên bố là Nga vỡ nợ. Nhưng mà chúng ta nên hiểu vỡ nợ đây là trên phương tắc gọi là đồng đô la, chứ không phải là họ không có khả năng. Họ thừa khả năng để kéo dài chiến tranh. Đó là cái điều mà thế giới cần phải hiểu và phải siết chặt. Không, nguyên khối Âu Châu, Hoa Kỳ đã đưa ra đạo luật không nhập cản dầu thô và dầu hỏa của Nga rồi. Khối Âu Châu vẫn chưa. Vì Đức Quốc là một quốc gia tùy thuộc vào dầu hỏa, dầu thô của Nga trên 50% của nền kinh tế của họ, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, trước tình trạng tiến thoái lưỡng nan như vậy thì Nga đã giải quyết như thế nào, cũng như là những cái hậu quả kinh tế ngắn hạn cũng như là đường dài ra sao, thưa giáo sư? Vâng, ngắn hạn có nghĩa là vào tháng 5 này đó họ phải trả 646 triệu đô la về tiền lãi. Khi mà một cái trên phương diện gọi là kỹ thuật đó, khi mà một người thiếu nợ mà không có khả năng trả tiền lãi, dĩ nhiên là trả nợ là phải trả lãi và vốn một phần nào đó. Nhưng mà nếu không trả lãi luôn á thì gọi là trên đường đi đến vỡ nợ. 646 triệu đô la là tiền lãi vào tháng tới này phải trả, Nga sẽ không có tiền đô la để trả. Và trả nợ lẫn vốn, cái phần mà những cái trái phiếu mà họ thiếu mượn là phải 2 tỷ đô la là họ cũng sẽ không có tiền trả nợ đô la. Nga họ tuyên bố rằng chúng tôi sẵn sàng trả nợ, đây tiền ruble này quý vị đến mà lấy mà xài và trả. Nhưng mà thấy những cái người chủ nợ không bao giờ dám lấy tiền ruble, là tại sao? Ruble từ ngày bị phong tỏa tới bây giờ đã giảm đi giá trị 40%, mỗi ngày thay đổi giá rất nhiều. Thành ra những người chủ nợ không bao giờ dám lấy ruble. Thì họ đang lèo lái là bằng cách họ nói rằng những cái công ty mà điểm tín dụng đó
đánh giá là Nga sắp sửa vỡ nợ đó là những công ty này, thứ nhất là không có căn bản trên luật pháp, là tại sao, là tại những công ty này đã rút khỏi Nga rồi, không còn làm việc bên Nga nữa. Cái thứ nhì là tuyên bố vỡ nợ đây không phải là Nga không có khả năng trả nợ, mà là vì chính phủ Hoa Kỳ và Âu Châu siết chặt không họ cho họ dùng tiền đô la, thì bây giờ họ trả bằng tiền ruble. Đây là một cái phương diện luật pháp và họ kéo nhau ra tòa. Đây là một chuyện vô tiền khoáng hậu mà trên thế giới chưa thấy. Thành ra Nga lèo lái bằng cách đi trong đường luật pháp đó và chất vấn những công ty điểm tín dụng và những chủ nợ. Cái thứ nhì nữa là mặc dù họ chưa tuyên bố mà tôi chắc chắn rằng phía sau lưng họ đang thương lượng với lại Trung Quốc để dùng đồng nhân dân tệ, có nghĩa là Trung Quốc mua dầu khí, dầu hỏa, than đá, tất cả nhiên liệu của Nga, trong khi Nga mua những công nghệ cao, kỹ thuật của Trung Quốc hồi xưa tới giờ thì họ mua từ Hoa Kỳ và của Âu Châu. Thì thay vì trả nhau bằng tiền đó, có thể họ trả bằng dầu hỏa, và thay vì trả nhau bằng tiền đô la thì họ trả bằng ruble, và liền lập tức họ đổi qua nhân dân tệ để chi, để họ hy vọng là những chủ nợ đó chấp nhận đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Thành ra đó là cách lèo lái, vì những quốc gia như là Trung Quốc và Ấn Độ không có cái căn bản đạo đức hay là luật lệ của quốc tế ủng hộ một quốc gia xâm chiếm quốc gia khác. Đây là những cái lỗ hổng mà họ đang nghiên cứu, nhưng mà cái siết chặt hiện tại đang làm Nga gặp rất nhiều khó khăn, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư nhắc nhiều đến những người chủ nợ cũng như là những cái món nợ khổng lồ của Nga, thì không biết cụ thể ai là chủ nợ, cũng như là việc mà siết chặt việc trả nợ bằng đồng đô la này liệu có là một cái phương pháp đoàn kết giữa Hoa Kỳ và châu Âu để bắt buộc Nga phải ngừng chiến tranh giữa Nga và Ukraine không, thưa giáo sư? Vâng, tất cả những siết chặt mà đã làm từ xưa đến nay nó quá chậm đi từng giai đoạn, trong khi chiến tranh xảy ra một cách khốc liệt. Đó là một cái yếu điểm của chính phủ Biden. Một cái ưu điểm của chính phủ Biden đó là họ tuần hoàn, họ đi theo cái gọi là sự đoàn kết của khối Âu Châu và đồng minh. Nó không có rạn nứt như trong thời của chính phủ Trump. Nhưng mà một cái rất là tai hại là chính phủ Biden rất là chần chừ, không có lấy một cái quyết định nhanh chóng, đợi Âu Châu lấy rồi họ đi theo. Thành ra rất là chậm. Nhưng mà hiện sợ tại cái sức đoàn kết nó rất mạnh, siết chặt rất mạnh. Nhưng mà quan trọng hơn hết là Hoa Kỳ hiện tại đang gọi là gấp rút, đã mà gần như 5-6 tháng nay rồi. Họ gấp rút, họ xuất cảng dầu khí hàng loạt qua bên khối Âu Châu. Nhưng mà Hoa Kỳ chỉ có thay đổi được cái viễn cảnh này đó là bằng cách là Hoa Kỳ phải đổi lại cái gọi là luật lệ và vị thế về khai thác dầu khí, dầu hỏa bằng cái kỹ nghệ fracking technology, và đưa đất đai của liên bang trở lại để người ta có thể khai thác. Thì gần đây chính phủ Biden với áp lực đã bắt đầu cho khai thác lại một phần trên đất đai của liên bang rồi. Vì Tổng thống Biden kết án gọi là Thái tử Điện Hạ của Saudi Arabia là một người sát nhân, mà sự thật chính cho thấy ông là một sát nhân. Nhưng mà điều này đã làm cho Saudi Arabia không cộng tác với Hoa Kỳ để giúp Hoa Kỳ sản xuất thêm dầu hỏa, họ hưởng lợi cái giá dầu hỏa cao. Đó là cái vị thế của Hoa Kỳ hiện tại, là cần phải cái sự đoàn kết với Saudi Arabia và thay đổi cái luật lệ bên Hoa Kỳ thì mới có thể đưa Âu Châu ra khỏi cái trạng thái tùy thuộc vào dầu khí dầu hỏa của Nga. Nếu mà Âu Châu vẫn tiếp tục mua dầu khí dầu hỏa của Nga 1 tỷ đô la mỗi ngày thì những siết chặt này nó cũng vẫn như không mà thôi, là Nga vẫn có khả năng để duy trì chiến tranh. Chúng ta biết rằng những chiến sĩ của Ukraine rất là can đảm, cương trì và còn vững dũng cảm hơn cả những người ở Afghanistan. Nga đã không có khả năng. Nga có thể chiếm lấy một thành phố của Afghanistan hay của Ukraine, nhưng mà giữ lấy đất là chuyện khác. Thì đây là cái chương trình rất là dài. Cái cách duy nhất mà chấm dứt Nga là bằng cách không mua dầu khí dầu hỏa của Nga và siết chặt, tiếp tục siết chặt hiện tại. Sự đoàn kết của Hoa Kỳ với Nga, với lại Âu Châu nó rất vững chãi, nhưng mà như quý vị biết hiện tại bầu dự cử của Pháp đang ở một cái điểm rất là nguy hiểm. Đối thủ của Tổng thống Macron có thể sẽ thắng, và đối thủ này, bà này tuyên bố là một đồng minh của Nga. Pháp là một trong những quốc gia lãnh đạo trong khối Âu Châu sau Đức, nhưng mà nếu Pháp mà có một vị Tổng thống mà thân với Nga thì đây là một chuyện rất khó khăn cho thế giới, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư.
Và thưa giáo sư, đến đây thì thời gian của chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp cũng không còn nữa. Hình như rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã luôn mang đến những thông tin rất là bổ ích, rất là thú vị cho quý khán giả. Xin kính chúc giáo sư thật nhiều sức khỏe và xin hẹn gặp lại giáo sư trong những chương trình kỳ tới. Dạ vâng, rất hân hạnh xin hẹn vào tuần sau. Đây là đài truyền hình SBTN Texas. Hy Nhi xin kính chào quý khán giả. Kính thưa quý vị, Hy Nhi xin mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp. Cùng với vị khách mời rất quen thuộc của chương trình, Hy Nhi xin trân trọng giới thiệu đến với quý khán giả, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Dạ vâng, xin kính chào giáo sư ạ. Dạ vâng, mến chào cô Hy Nhi, kính chào quý khán giả của đài SBTN. Trước hết tôi có lời rất là chúc mừng đối với lại cô Hiền Nhi là một người mà đã làm việc với tôi mười mấy năm, gần 20 năm, đã khai sinh một nữ công chúa và rất là xinh đẹp, và năm nay có nhiều chuyện tốt. Hiền Nhi không chỉ như là một sướng ngôn viên tài danh của SBTN mà cũng sẽ là một dược sĩ, một tiến sĩ dược khoa, lại có một nữ công chúa. Chúc mừng Hiền Nhi. Dạ vâng, rất là cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Trong thời suốt những năm vừa qua đã luôn ủng hộ và cũng như chỉ dạy cho Hiền Nhi rất là nhiều trong con đường sự nghiệp cũng như là trong cuộc sống. Và kính thưa giáo sư, trở lại với chương trình Kinh tế Tài chánh của Xí nghiệp, thì quý khán giả của đài truyền hình SBTN cũng rất là nóng lòng được biết những cái thay đổi về kinh tế trong suốt tuần vừa qua. Giữa nền kinh tế trên thế giới, rất là nhiều những cái thông tin biến động về chiến tranh cũng như là nền kinh tế tại Hoa Kỳ, thưa giáo sư. Vâng, thị trường chứng khoán toàn cầu nó cũng thể hiện cái đường lối cũng tương được giống như là tình trạng correction, có nghĩa là chỉnh đốn của stock market. Khi mà stock market đi xuống 10% liên tục một tháng này qua tháng nọ đó, thì đó là giai đoạn correction. Thì hiện giờ Hoa Kỳ đang với tình trạng đó. Kết thúc stock market ngày 11 tây tháng 3 vào thứ sáu, S&P 500 kết thúc ở cái mức là 4.204 điểm. Dow Jones 30 trong ngày thứ sáu, ngày 11 tây tháng 3 giảm xuống 229 điểm, kết thúc ở cái mức là dưới 33.000 một cách rõ ràng, có là 32.944. Quý vị biết là cái thời cao điểm của Dow Jones là 37.200, thành ra đây là một sự chỉnh đốn 10%. Nasdaq ngày thứ sáu rất rất nhiều vì những công ty technology đã rút ra khỏi Ukraine và Nga trong cái chiến tranh, thành ra ảnh hưởng rất nhiều. Trong ngày thứ sáu 11 tây đã giảm đi 286 điểm, kết thúc là 12.844 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ 1980. Trong khi đó giá dầu thô trong tuần qua có lúc đã gia tăng lên tới 145 đô la một thùng dầu thô khi mà Hoa Kỳ tuyên bố là sẽ cấm vận tất cả nhập cảng dầu thô của Nga và bên Âu Châu, mặc dù họ chưa làm, nhưng những quốc gia dẫn đầu của Âu Châu như là Đức và Anh Quốc họ rất là mạnh dạn, họ sẽ sẵn sàng. Những quốc gia nhỏ hơn ở bên Đông Âu tùy thuộc vào dầu khí, dầu thô của Gaso thì họ chưa sẵn sàng làm. Tuy nhiên giá dầu thô kết thúc ở cái mức là 109 đô la. Giá vàng tiếp tục gia tăng lên, sẽ không bao lâu sẽ đến 2.000 đô la một lượng vàng, hiện tại là 1.992. Vàng phần nhiều là một kim loại mà nó được yêu chuộng trong cái thời hỗn loạn. Chiến tranh là một yếu tố, nạn lạm phát là yếu tố thứ nhì, và sự khan hiếm chuỗi cung làm cho kinh tế của bấp bênh, người ta lo ngại thì người ta đầu tư vào vàng. Và công khố khiếu 10 năm bây giờ đã đến cái mức rất rõ ràng là 2%. Quý vị nhớ là trong quá khứ 1.7, 1.8, 1.9, bây giờ 2%.
vì cái sự ước đoán của quỹ tiền tệ liên bang trước sau cũng sẽ gia tăng tiền lãi. Đó là cái đại cương của kinh tế của tóc bạc kết Hoa Kỳ và Âu Châu và bên Á Châu cũng thể hiện tương tự như vậy, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, tại Hoa Kỳ thì được biết là nạn lạm phát cũng đã gia tăng đến con số là 8%. Vậy thì triển vọng của ủy tiền tệ liên bang sẽ gia tăng lãi suất là bao nhiêu, thưa giáo sư? Vâng, điều này khó biết, nhưng mà cái ước đoán của tôi là vào tháng 3 này, cuối tháng 3 này, quỹ tiền tệ liên bang sẽ gia tăng tiền lãi là 0.5%. Phần nhiều trong quá khứ, quỹ tiền tệ liên bang là họ gia tăng 0.25%, rồi sau đó vài tháng, 3 tháng họ gia tăng thêm 0.25% nữa. Nhưng mà tôi ước đoán rằng quỹ tiền tệ sẽ gia tăng 0.5%, hay là có thể mạnh hơn chứ không thể dưới hơn. Là tại sao? Là tại vì đó, những cái yếu tố gây cho nạn lạm phát nó vững chãi và nó rất là khó giải quyết, nó không có ngắn hạn, có thể là 1 năm, 2 năm chứ không phải là ngắn hạn. Nhiều lý do. Thứ nhất là Hoa Kỳ đã in số tiền rất nhiều, không những Hoa Kỳ mà Âu Châu và thế giới in tiền rất nhiều để vay nợ, để chi, để tài trợ cứu vãn Hoa Kỳ qua khỏi cái nạn Covid trên phương diện kinh tế hay là ngay cả y tế, y khoa. Rồi trong cái trường hợp mà gián đoạn chuỗi cung này nó kéo dài rất là lâu dài, và chiến tranh nữa, khi mà ảnh hưởng đến giá dầu thô, dầu hỏa đó, thì nó đi lan rộng. Hầu hết tất cả những cái sinh hoạt hay là sản phẩm hay là dịch vụ đều bị ảnh hưởng dầu hỏa, là tại vì dầu hỏa là ngay cả vỏ bánh xe mà chúng ta xài để thay bánh xe nó cũng là từ cái căn bản dầu thô, dầu hỏa. Thật ra đó là những yếu tố mà hiện hữu cho một cái nạn lạm phát lâu dài, thì quỹ tiền tệ là không có cái biện pháp nào hết là phải liền lập tức giảm đi cái ảnh hưởng của nạn lạm phát. Vì khung cảnh hiện tại thật sự ra nền kinh tế của Hoa Kỳ vẫn còn vững chãi, nạn thất nghiệp vẫn chỉ trên 4% thôi, chưa có cao cho lắm, và căn bản vững. Thành ra không có một lý do nào mà quỹ tiền tệ liên bang sẽ ngần ngại rồi gia tăng tiền lãi một cách khá mạnh dạn, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, trở lại với những tình hình trên thế giới, thì một trong những nỗ lực để mà trừng phạt Nga cũng như là để ngăn ngừa chiến tranh càng ngày bùng nổ ở Ukraine, thì Hoa Kỳ cũng như là các nước đồng minh trên thế giới đã đưa ra sanction cũng như là cấm nhập cảng dầu cũng như là tất cả những hàng hóa của Nga. Và không biết là về vấn đề này thì giáo sư có thể phân tích kỹ hơn, chi tiết hơn về những cái ảnh hưởng, những cái hệ quả của việc sanction, của việc cấm nhập cảng những hàng hóa của Nga như thế này. Thì đầu tiên đó là cái tầm quan trọng của Nga về mặt cung cấp dầu khí, cung cấp chất khí cho châu Âu cũng như là trên toàn thế giới, thưa giáo sư. Vâng. Nhìn lại những cái hệ thống chế tài, biện pháp chế tài của Hoa Kỳ và nguyên khối Âu Châu và ngay cả những sứ đồng minh như là Nhật Bản hay là phía bên Á Châu cũng vậy. Giai đoạn đầu, như quý vị nhớ, là Hoa Kỳ và khối Âu Châu chế tài siết chặt hệ thống ngân hàng của 90 ngân hàng của bên Nga, cộng thêm hai ngân hàng quốc doanh lớn nhất của Nga, đó là Sberbank và VTB. Hai cái ngân hàng này cộng với hệ thống 90 ngân hàng của Nga giai đoạn đầu đó, chế tài đó, thì đã siết chặt đi 80% hệ thống gọi là tiền tệ của Nga để mà đối ngoại hay là kinh doanh. Rồi sau đó, khi Hoa Kỳ và bên Âu Châu, với sự lãnh đạo của Âu Châu, Hoa Kỳ đi theo cái sự lãnh đạo của Âu Châu trong trường hợp siết chặt hệ thống SWIFT account, đó là một cái hệ thống mà trên mấy chục ngàn ngân hàng trên thế giới đều dùng để mà chuyển tiền, thì siết chặt cái hệ thống SWIFT đó, không cho ngân hàng của Nga đó dùng hệ thống SWIFT đó, thì cái hệ thống chế tài nó trở thành, thay vì 80% trở thành 90%. Nhưng mà không phải ngân hàng nào của Nga cũng bị chế tài, những ngân hàng nhỏ vẫn còn cho phép. Hoa Kỳ họ chưa đi đến cái giai đoạn cuối cùng, mà ngay cả Âu Châu nữa, mà tôi nghĩ rằng cái điều này cần phải làm. Đó là giai đoạn thứ nhì. Còn giai đoạn thứ ba mà chúng ta biết được trong tuần này đó là Hoa Kỳ tuyên bố, đây là cái vị trí mà Hoa Kỳ lãnh đạo và đi tiên khởi thay vì đi theo đường lối của Âu Châu, thì Hoa Kỳ tuyên bố là cấm vận tất cả những cái nhập cảng về dầu hỏa của Nga. Thành ra đây là giai đoạn thứ ba, vì Hoa Kỳ nhập cảng dầu thô của Nga thấp hơn so với Âu Châu.
Rồi chỉ vài ngày hôm qua là đi cái giai đoạn thứ tư, đó là siết chặt hết tất cả hệ thống gọi là xuất cảng của Nga vào thị trường Hoa Kỳ, trong đó ví dụ như rượu vodka nè, hải sản nè, tất cả những cái nhập cảng của Nga hàng hóa đều bị siết chặt. Âu Châu trước sau gì cũng sẽ đi theo cái lãnh đạo đó của Hoa Kỳ, nhưng mà họ chưa có siết chặt điều này. Phân nửa Âu Châu đồng ý là rồi cấm vận về dầu khí dầu hỏa vì họ tùy thuộc, mùa đông vẫn còn, nhưng mà những xứ Đông Âu họ đang cần. Thành ra hiện tại dầu khí dầu hỏa của Nga vẫn còn bán được cho rất nhiều quốc gia ở bên Âu Châu, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và được biết Nga cũng là một trong những nguồn cung cấp dầu khí dầu hỏa rất là lớn cho châu Âu và thế giới. Như vậy cái việc chế tài như vậy có ảnh hưởng đến châu Âu và thế giới hay không, thưa giáo sư? Vâng, đúng như vậy. Nếu mà nhìn vào đó, những quốc gia mà có tài nguyên nhiều nhất đó là về dầu khí dầu hỏa đó, thì Hoa Kỳ là sản xuất dầu khí dầu hỏa nhiều nhất trên thế giới, sau đó là Saudi Arabia và đứng thứ ba là Nga. Và Nga không phải chỉ là sản xuất dầu khí dầu hỏa, mà họ là một quốc gia đất đai rất rộng, và đất không phải đất đai rộng không, mà một đất đai rộng và tài nguyên gọi là phong phú nhất trên thế giới. Họ là một quốc gia có dự trữ dầu hỏa đứng thứ 8 trên thế giới. Nhưng mà về than đá, tôi rất ngạc nhiên là thế giới chưa đá động với gọi là chế tài về than đá. Họ xuất cảng than đá rất nhiều, họ xuất cảng những kim loại rất nhiều, trong đó có aluminum, nickel và quan trọng hết là palladium, là cái loại kim loại mà dùng cho trong kỹ nghệ xe hơi và smartphone rất nhiều. Thế giới chưa đá động vào than đá và những cái kim loại đó, họ chú trọng vào dầu hỏa và dầu thô nhiều nhất. Thù nghịch đối với Saudi Arabia là một quốc gia đã là từng là đồng minh sát cánh của Hoa Kỳ mấy chục năm, cả trăm năm nay. Gần đây thù nghịch, cho nên bên Saudi họ không cộng tác để gia tăng dầu khí dầu hỏa. Bây giờ họ đang giải quyết cái vấn đề này để những quốc gia như là Venezuela và Trung Đông sản xuất thêm thì rất dễ dàng thay thế cho Nga. Nhưng mà vấn đề đây là vấn đề những quốc gia này là những lãnh đạo độc tài. Ví dụ như Venezuela là một nhà độc tài đàn áp dân, Hoa Kỳ chế tài về hệ thống dầu hỏa. Và Thái tử Điện Hạ là một người thái tử mà sẽ kế ngôi vương quốc Saudi đó, đã mang tiếng đẫm máu nhúng tay vào giết chết một người nhà báo, Tổng thống Biden lên án rất nặng. Cho nên kỳ rồi Tổng thống Biden gọi điện thoại để điện đàm với Thái tử Điện Hạ của Saudi, ông Thái tử Điện Hạ này không trả lời điện thoại. Đó là một chuyện chưa bao giờ xảy ra. Vì bây giờ Biden muốn ve vuốt họ để kêu gọi sản xuất dầu hỏa. Những quốc gia này họ không, thật sự họ không có gấp rút để làm, là tại sao? Là tại giá dầu hỏa cao quá, họ chỉ cần giữ như vậy để hưởng lợi, gia tăng sản xuất nhiều hơn, rồi giá xuống thì họ cũng nhận lợi gì. Nhưng mà quan trọng hơn đến là ảnh hưởng chính trị và ngoại giao thì nó có thể thay đổi đường lối, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Nếu như vậy thì Hoa Kỳ đã tiêu thụ mức dầu của Nga ở mức độ như thế nào? Và một khi cái việc chế tài này xảy ra thì Hoa Kỳ có bị ảnh hưởng nặng nề không, thưa giáo sư? Chúng ta đã thấy rằng khi mà Hoa Kỳ cấm vận dầu hỏa của Nga, mặc dầu nhập cảng 8% mà trong đó chỉ có 4% đi vào nội địa, đã ảnh hưởng đến giá xăng rất là rõ ràng. Ví dụ như ở bang Texas, giá dầu xăng regular thôi chứ không phải là super hay là mid grade gì hết đó, chỉ regular thấp nhất đó là đã lên khỏi $4 một gallon xăng. Những vùng của Hoa Kỳ nhiều vùng đến $5, $5.50, rất là cao. Mặc dù cái sự khan hiếm nó chưa có, nó chỉ là yếu tố tâm lý và nhìn vào đường dài, và chắc chắn là những công ty dầu khí dầu hỏa hay là họ thừa cơ hưởng lợi để họ gia tăng giá. Luật lệ Hoa Kỳ cần phải siết chặt, nói rằng những công ty này không có thể lợi dụng thời cơ để gia tăng giá một cách nhân tạo. Điều này chưa xảy ra. Chúng ta thấy rõ là nạn lạm phát sở dĩ bây giờ gia tăng, tuần rồi nó chỉ có 7.5%, bây giờ chỉ trong một tuần lên 8%, và không bao lâu nạn lạm phát sẽ lên tới 8 hay 9%, 8.5%, 9% là không có chuyện chi cả, ngạc nhiên cả, thưa con, vì ảnh hưởng của dầu hỏa. Dạ vâng, thưa giáo sư.
Và thưa giáo sư, về phía Nga, thì Nga thu ngân sách được bao nhiêu từ việc sản xuất dầu hỏa, dầu khí này? Và liệu việc chế tài cũng như cấm vận có ảnh hưởng đến Nga, đến cái mức mà Nga có thể dừng cuộc chiến tranh với Ukraine không, thưa giáo sư? Vâng. Trong quá khứ, GDP của Nga tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa đó, lên tới 15%. Nhưng mà qua những cái năm sau này đó, GDP của Nga tùy thuộc vào dầu khí, dầu hỏa chỉ có 10% mà thôi, nó không lớn. Tuy nhiên, đó là một cường lợi rất lớn về tài nguyên hay là về tiền mặt mà Nga có thể thu được. Trong cái hệ thống chế tài hiện tại, Nga vẫn tiếp tục buôn bán dầu khí, dầu hỏa cho khối Âu Châu, vẫn tiếp tục gia tăng cộng tác với Trung Cộng. Trung Cộng là một quốc gia tiêu thụ dầu khí, dầu hỏa của Nga rất nhiều, và ngay cả kim loại nữa. Thành ra, với cái đồng tiền ruble mà thế giới không tin tưởng và họ chỉ có trao đổi bằng tiền nhân dân tệ và ruble đó, thì ngay cả Trung Cộng bây giờ họ cũng không muốn trao đổi với Nga qua tiền ruble, và tại vì nó mất giá quá nhanh đi sau khi bị chế tài đó. Liền lập tức sau khi chế tài là đồng ruble đã mất đi 40%, bây giờ đã xuống mất đi 60-70% rồi, mỗi ngày mỗi mất đi. Thành ra buôn bán dầu hỏa cũng rất khó, nhưng mà họ vẫn rất cần, là tại vì đó là cái nguồn gọi là cung cấp duy nhất. Mỗi một năm trước khi chiến tranh xảy ra thì Nga bán khoảng 73 tỷ đô la về cái nguồn lợi của dầu khí dầu hỏa. Nhưng mà dầu khí dầu hỏa không phải là duy nhất, còn có những cái sản phẩm khác mà từ căn bản của dầu thô mà cộng hết tất cả những nhựa hay là diesel hay tất cả những cái kỹ nghệ liên hệ đến dầu thô, dầu hỏa đó, thì Nga thu lợi mỗi năm khoảng 240 tỷ đô la. Đó là không phải con số nhỏ trong nền kinh tế của Nga để mà duy trì chiến tranh với lại Ukraine. Với sự sụp đổ của đồng ruble, với gọi là tất cả những người có tiền bây giờ có hệ thống Visa Mastercard cũng đã đóng chặt rồi. Những người dân bên Nga Xô bây giờ có Visa Mastercard cũng không xài được. Họ đổi tiền ruble thì rút tiền ra thì ngân hàng giới hạn, mà rút tiền đô la thì không được. Nga đã chuẩn bị chiến tranh bằng cách họ dự trữ 640 tỷ đô la ngoại tệ. Bây giờ 640 tỷ đô la đó trở thành như vô hiệu quả vì những cái số tiền nó không nằm ở Nga, nó nằm trên hệ thống ngân hàng quốc tế. Tổng thống Putin không ngờ là cái siết chặt đoàn kết của Âu Châu, của Hoa Kỳ và thế giới tự do mạnh như vậy và siết chặt hoàn toàn. Và sở dĩ mà người dân binh sĩ của Nga mất lòng là vì khi biết tin được ở nhà vợ con đang đói khổ mà lấy tiền ra không được. Đó là một phần. Chưa kể đến là vũ khí chống chiến xa, sự dũng cảm của người dân của Ukraine và những cái sự thiệt hại ngay cả tuần này. Ba vị tướng chỉ trong một thời gian chưa đầy 2 tuần lễ, ba vị tướng lãnh của Nga đã bị tử trận. Đó là vì sự mất lòng tin của binh sĩ, gấp rút tướng lãnh phải ra mặt đi được điều động quân. Thành ra đó là cái trường hợp mà rất là khẩn cấp. Nhưng mà vấn đề đây đó là Ukraine có cầm cự nổi 6 tháng để cho thấy cái nền kinh tế của Nga sụp đổ hay không? Đó là vấn đề chạy đua với thời gian hiện tại, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, và trong những diễn tiến tiếp theo đây thì Hoa Kỳ cần phải làm những gì để can thiệp, có thể là giúp cho Ukraine, có thể là một lần nữa cấm vận Nga, siết chặt những cấm vận với Nga để bảo vệ nền hòa bình cho thế giới, thưa giáo sư? Một trong những điều mà Tổng thống Biden và chính phủ Biden có thể làm, hiện tại họ đang ngần ngại, là họ không dám nhận sự gọi là hiến dâng 29 phi cơ chiến đấu của Poland, một quốc gia rất nhỏ nằm cạnh biên giới Nga, một phần tử NATO, mà có can đảm hiến dâng 29 chiếc MiG để đưa qua NATO và Hoa Kỳ để chuyển giao. Hoa Kỳ ngần ngại, không dám làm điều này. Đó là cái điều tôi nghĩ là cần phải làm. Còn trên phương diện chế tài của Nga, những cái biện pháp chế tài còn lại vẫn còn. Ví dụ như hệ thống những ngân hàng nhỏ của Nga chưa siết chặt. Hệ thống SWIFT cũng chưa siết chặt. Chỉ họ siết chặt trên 90 ngân hàng lớn thôi, những ngân hàng nhỏ chưa siết chặt. Và Âu Châu có thể sẽ siết chặt hoàn toàn, không nhập cảng dầu khí, dầu hỏa. Kinh tế Nga họ chuẩn bị chiến tranh, họ có thể kéo dài 6 tháng đến 1 năm. Nhưng mà nếu mà người dân họ không có tiền để ăn uống, họ không có tiền rút ra ngân hàng được, mất lòng dân, thì tất nhiên là những người chiến sĩ của Nga đang mất đi lòng tin ở trận chiến là sẽ
thua cuộc và không không cầm cự được. Đó là những điều mà chạy rút thời gian mà Hoa Kỳ cần phải giúp để hỗ trợ Ukraine. Nga có thể chiếm lấy thành phố, chiếm lấy gọi là lãnh thổ, nhưng mà giữ lấy lãnh thổ là một cái chuyện gần như là không thể có được với sự dũng cảm. Và gây cả những cái hệ thống, những cái vũ khí rất là tối tân của Đức, của Poland, của Turkey, của Anh, của Đức và của Hoa Kỳ, họ đã phá cả ngàn, hàng ngàn chiến xa và đánh rơi bao nhiêu chiến đấu cơ của Nga. Nhưng mà đây là cái sự chạy đua của thời gian, Hoa Kỳ cần phải giúp đỡ trực tiếp và gọi là thiết thực hơn, thưa cô. Dạ vâng, thưa giáo sư. Và thưa giáo sư, chúng ta cùng hướng về Ukraine cũng như là theo dõi những diễn biến tiếp theo để mong chờ một cái hòa bình lập lại trên thế giới, thưa giáo sư. Và đến đây thì thời gian của chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp cũng không còn nữa. Hình như rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc đã luôn mang đến những thông tin rất là bổ ích cho chương trình. Xin một lần nữa cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Xin kính chúc giáo sư thật là nhiều sức khỏe và xin kính hẹn gặp lại giáo sư trong những chương trình kỳ tới. Dạ vâng, rất là mừng làm việc lại với cô Hiền Nhi. Một lần nữa chúc mừng công chúa của cô Hiền Nhi đã ra đời mạnh khỏe, tốt đẹp. Và không bao lâu, Xuân Ngọc Nguyên Hiền Nhi sẽ trở thành gọi là dược sĩ, tiến sĩ dược khoa trong xã hội Hoa Kỳ. Dạ vâng, rất cảm ơn giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Và kính thưa quý khán giả, chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp ngày hôm nay đến đây xin tạm dừng. Hiền Nhi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới.